Xin chào các bác. Phía trước có bác là một cái túi đựng kính hàng R100. Lô hàng vừa rồi thì em cũng hơi xui một chút là bị vỡ khá nhiều. Khi mà nhập người ta đóng hàng ấy, người ta không bọc cẩn thận ấy. Nên là bên em cũng vỡ được khoảng 20 con kính hàn này. Rất là nhiều đây. Đây trong đây. Đây. Vỡ rất là ghê luôn đây. Thì hôm nay em làm cái clip tiện có cái những cái kính nó vỡ này. Thì em sẽ làm cái clip, em sẽ bung cái những cái kính R100 này ra. Bung một con ra để cho các bác xem là cái nội thất bên trong của cái kính R100 này nó sẽ có những cái khác biệt gì so với những cái kính hàn thông thường. Đấy. Thì về và sẽ các bác sẽ biết là tại sao mà cái kính này nó lại đắt hơn những cái kính bán trên thị trường. Trên thị trường hiện tại thì cũng chỉ có một mình bên shop bên em là bán cái dòng R100 này. Đấy, vì thực tế bên em là nó là một cái công ty bên em nhập và bán cái dòng kính hàn hay mặt nạ hàn điện tử cũng khá lâu rồi, và cái chất lượng thì được khách hàng cũng kiểm chứng cũng trong một thời gian dài rồi, nên là khi mà nhập những cái dòng kính hàn điện tử ấy thì những dân người ta buôn theo thì người ta rất là hạn chế nhập những cái dòng mà nó đắt tiền như cái dòng kính R100 như này, vì nhập nó giá nó cao ấy, và bán nếu mà không có một lượng khách hàng ruột rồi ấy, thì bán rất là khó. Đấy. Thì bên em thì từ trước đến nay là bán những cái sản phẩm này bán lâu nên là có một cái lượng khách hàng ruột và là bán cũng uy tín, nên là anh em hay bạn bè cũng mua rất là nhiều. Thì hôm nay em sẽ làm cái clip để bung cái kính này ra cho các bác tham khảo. Đây các bác ngoại quan sát cái kính em vừa tháo cho các bác. Cái kính R100 này nó sẽ cấu tạo của nó là hai bên hông là nó, một bên là nó là cái núm điều chỉnh này, cái vi mạch điện tử này. Bên này nó là để lắp pin, lắp nguồn. Và cái lớp kính hàn điện tử. Kính hàn điện tử. Thì cái lớp kính hàn điện tử này các bác có thể quan sát nó là nhìn các bác nhìn nó thành ba lớp. Nhưng mà cái lớp ngoài cùng đó là một cái lớp phản, nó giống như một lớp tráng gương phản quang. Còn hai lớp trong cùng thì nó sẽ chia thành bốn lớp. Đấy, chia thành bốn lớp nhỏ. Có mỗi một cái lớp thì nó lại chia thành hai lớp. Những cái lớp này có tác dụng là nó sẽ lọc những cái ánh sáng có hại để bảo vệ mắt. Đấy, bảo vệ mắt của cái người hàn ấy. Vì khi mình hàn thì nó sẽ có những cái ánh sáng mà nó gây hại đến mắt mình. Và nhiều cái ánh sáng là nó mắt thường mình không thể nhìn thấy được. Thì cái mỗi lớp kính là nó sẽ có một tác dụng để nó lọc những cái ánh sáng khác nhau. Đấy. Nên là nếu mà kính hàn ấy mà có nhiều lớp lọc thì nó sẽ đắt hơn những cái kính mà nó ít lớp lọc. Đấy. Thì khi mà mình sử dụng cái này thì nó sẽ tự động nó sẽ tối lại. Đấy. Nó sẽ có một cái truyền tải, một cái nguồn điện, và cái lớp kính trong cùng nó sẽ có tác dụng là nó sẽ đóng. Đấy. Nó đóng cái điện vào đây và nó làm cho cái toàn cái
toàn bộ cái kính tự động này nó sẽ tốn lại. Các bác lưu ý khi mà mình nhận hàng cái kính R100 ấy thì kiểm tra kỹ cho em nhé. Nếu mà nó bị lứt vỡ thì mình đừng có nhận hàng và báo lại cho em luôn để em gửi cho các bác một cái kính khác. Đấy. Thì khi mà trong 3 tháng đầu nó bị lỗi thì bên em sẽ cam kết là đổi mới cho các bác một cái kính hàn khác. Đấy. Thì bên em thì chuyên cung cấp những dòng kính hàn điện tử, mặt nạ hàn và những cái máy hàn, thiết bị hàn chất lượng, thì anh em nào cần thì liên hệ cho bên em. Cái clip này thì em làm để cho các bác hiểu thêm về cái kính R100 này. Đấy. Thì sắp tới thì bên em hàng sẽ về một lô khác, lô tiếp, vì hiện tại là kính đang hết. Thì bên em sẽ làm những chi tiết những cái chế độ. Trước em làm cái chế độ chỉnh độ sáng tối rồi, thì tiếp theo em có thể chuyển những cái chế độ, ví dụ là mình chỉnh với độ nhạy sáng này, và mình chỉnh vào những cái chế độ như là mài hay là chế độ cắt này. Đấy. Ở trên cái nút điều chỉnh này để cho các bác tìm hiểu thêm. Thì clip của em kết thúc tại đây. Anh em nào quan tâm thì có thể là đăng ký hay là chia sẻ clip này cho nhiều anh em bạn bè biết nhé. Cảm ơn các bác.